Chào tất cả mọi người, đầu xuân năm mới, Cơ khí gia đình xin giới thiệu tới mọi người bộ sản phẩm bếp củi thông minh đa năng, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu, mua một được tặng năm, một bộ bếp củi đầy đủ phụ kiện đi kèm như vỉ nướng, kẹp, vân vân, dễ dàng tháo lắp và mang theo, thuận tiện khi đi câu cá, cắm trại, nấu ăn ngoài trời, du lịch hay mang lên những nơi có địa hình phức tạp, đồi núi làm nương rẫy để nấu ăn. Đặc điểm: kết cấu thép bền vững theo thời gian, giá đỡ đồi chắc chắn, tạo nền tảng nấu ăn ổn định, cửa bếp rộng rãi và dễ dàng thêm củi. Chân bếp đắp ghép rất thuận tiện và dễ dàng vận chuyển. Bếp có khay đựng tro nên rất sạch sẽ, dễ dàng vệ sinh. Bếp có ống thoát khói ở đằng sau, cải thiện hiệu quả đốt và không lo bị khói. Dễ sử dụng, chịu được nực tốt, phù hợp cho câu cá, cắm trại, nấu ăn ngoài trời, đặc biệt là vô cùng tiết kiệm củi. Còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay cho mình bộ sản phẩm thông minh này. Đặt hàng ngay hôm nay để nhận chương trình khuyến mại khủng, để lại ngay số điện thoại dưới video để được tư vấn về sản phẩm. Miễn phí giao hàng trên toàn quốc, được xem hàng kỹ lưỡng trước khi quyết định thanh toán. Liên hệ hotline để đặt hàng 0339797777 để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Xin cảm ơn.